Cây trà giống nhé bạn nhá, lô trà giống thâm hồng bát diện, cây rất là đẹp. Những cái cây bé bé ngắn ngắn như này thì cao khoảng tầm 20 cm, còn những cái cây mà dài dài như này thì cao khoảng tầm 30, hơn 30 cm ạ. Đó. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây trà giống ạ, cây trà thâm hồng bát diện. Đặc biệt là cái hàng trà này nhà mình là đã tỉa hết thành những cái toàn là các cây một thân ạ. Cây rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhá. Một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Nếu như mà các bạn có nhu cầu mua lẻ thì nhà mình có cái combo bán 10 cây đấy ạ. Các bạn có thể mua hàng, đặt hàng tại Lazada, Shopee, Tiki và Sen Đỏ, hoặc là đặt trực tiếp tại website nhà mình www.hulatrees.com bạn nhá. Cảm ơn các bạn.